hòa vào niềm hân hoan của người con Phật khắp năm châu đang đón mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559, dương lịch 2015. Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2015, nhằm ngày 7 tháng 4 âm lịch, trang niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc lại có duyên hội ngộ trong chương trình Phóng Sanh Ấn Tống Từ Thiện kỳ 21. Lần này trang nhà sẽ tổ chức tại chùa Bửu Vân, xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Hành trình ngồi xe cũng gần một tiếng đồng hồ và điểm đến là bến đò Nhật Tảo thuộc xã An Nhật, huyện Tân Trụ. Tân Trụ thuộc vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, kẹp giữa hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, là một huyện nằm phía đông nam của tỉnh Long An. Không gian và quang cảnh nơi đây thật êm ả, nên tạo một cảm giác thật bình yên của một vùng quê. Khi chiếc phà cập bến thì cũng là lúc đoàn chúng tôi di chuyển xuống phà để chuẩn bị cho hành trình phóng sanh kỳ 21. Trong kinh Dược Sư Lưu Ly, bổn nguyện công đức dạy rằng: cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn. Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn. Vào giờ này, trong giây phút trang nghiêm, mọi người đã thành tâm chắp tay thành kính trong khói hương trầm tỏa. Đại đức Thích Minh Thuận đã nguyện hương làm lễ quy y cho các loài thủy tộc. Trung thiên giáo chủ điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật pháp đại chứng minh. Thứ nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giá, linh linh bất muội liễu liễu thường minh siêu hồ nhược nguyệt chi quang quy hàm đẳng thái hư chi lượng. Tiền cúng Thích Ca Mâu Ni, thứ cúng tịnh độ linh sơn hội thượng vô lượng thánh hiền. Từ thời ở Nam Diêm Phù Đề Việt Nam Quốc Long An tỉnh Tân Trụ quyền thiết lễ phóng sanh trang niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cùng các tín chú phát tâm chuộc mạng những loài thủy tộc trở lại nơi này, thiết lễ phóng sanh trả chúng về với cảnh tự do bạc ngàn. Nguyện đem công đức hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, thiền từ phổ độ phước đức trang nghiêm đồng viên chủng trí. Hương xong đảnh báo giới định huệ hương, giải thoát tri kiến quý khôn lường, ngào ngã khắp muôn phương. Thanh tịnh tâm hương đệ tử nguyện cúng dường, Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Cành à dương à nước à pháp à rưỡi à khâm à ba ngàn ơi à tân à không à tam à đức à sanh à trần à giang ơi pháp à giới rộng à thân à tha bình
a trần lao ấy a bất tịnh a thân ngã kiếm khắc thủ chưởng trung tồn phổ sai pháp duyên thường ấy thanh ấy tịnh giáo hữu mật ngôn cần đương trì chú thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ra tăng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kim đề thương ban ra già bồ đề tăng đo bà già ma bà già ma ma tăng đà bà già ma ca lô ni ca già tăng bảo ra bảo về số đắc na sông mê bấy lâu chẳng biết đường về gây bao tội lỗi mọi bề mình mang sông đo đài chết khám đau khổ tánh linh người thường gặp nạn sáng sinh có mà dù
giữ trọn an toàn tâm thân. Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc, may sao nhờ các bậc thiện nhân cứu cho ngươi được nhờ ân pháp màu. Ngươi ơi hãy hồi đầu quy Phật, cùng dốc lòng quy pháp quy tăng. Quy rồi tội chướng sạch trong khi thu, tỏ sáng khắp cùng nơi nơi, phát tâm tu về sau hưởng phước, cảnh Tây phương sung sướng đời đời. Yên vui tháng ngày sinh đại chúng ra tại cô khổ, tâm trí thành cầu Phật chứng minh. Cầu cho tất cả chúng sanh và còn sanh là ban. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hữu tình nương tựa Phật, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn. Hữu tình nương tựa Pháp, Pháp là con đường sáng, giúp người thoát cõi mê. Đưa chúng con trở về, sống cuộc đời tình thương. Hữu tình nương tựa Tăng, Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập hạnh giải thoát. Làm an là cuộc đời, hữu tình nương tựa Phật, Phật là thầy chỉ đạo, bạn tỉnh thức vẹn toàn. Trương tâm tự trang nghiêm, đi và bi viên mạng. Hữu tình nương tựa Pháp, Pháp là con đường sáng, dẫn người thoát cõi mê. Đưa chúng con trở về, sống cuộc đời tình thương. Vô tình nương tựa Tăng, Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui. Tu tập mạnh giải thoát, làm an là cuộc đời. Hữu tình nương tựa Phật, Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn. Tương tôn tự trang nghiêm, trí và bi viên mãn. Hữu tình nương tựa Pháp, Pháp là con đường sáng, đưa chúng con trở về, sống cuộc đời tỉnh thức. Hữu tình nương tựa Tăng, Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập hạnh giải thoát. Làm an là cuộc đời, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hồi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi này các loài thủy tộc, các ngươi đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy cho đến ngày hôm nay. Do ba nghiệp thân miệng ý mà tạo ra, che mờ chân tâm bản tánh, nên phải luân hồi sanh tử, vào ra sông mê biển nghiệp. Cũng vì các ngươi không biết hành thiện,
nên đọa làm thân súc sanh. Nay thân mạng các ngươi sống chết mong manh, luôn luôn gửi trên giao thức. Ngày hôm nay các ngươi có nhân duyên lành với Phật Pháp, được chư vị đồng tu cùng toàn thể nam nữ Phật tử tín chú xa gần trong trang niệm Phật vãng sanh, dùng phương tiện tịnh tài chuộc mạng các ngươi trở về nơi tông trụ Long An này, để làm lễ sám hối và quy y cùng niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy hôm nay các ngươi đã được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi. Các ngươi hãy nhất tâm trì niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà. Nhờ công đức và phước lành này mà sau khi bỏ thân súc sanh, lìa chỗ ngu si tìm về bến giác an vui, sớm ngày giải thoát về miền Tây Phương tịnh độ. Vậy các ngươi hãy cùng đại chúng đây nhất tâm niệm Phật, sống dài muôn dặm biển mê sông vạn tầm, cõi luân hồi muôn thoát niệm Phật cho nhất tâm. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Chúng sanh bay có bấy nhiêu, lắng tay nghe lấy những điều dạy rằng: các ngươi trước lòng trần tục lắm, nên kiếp này chìm đắm sông mê. Những câu kinh kệ được Đại Đức khai thị cho loài thủy tộc đã hoàn tất. Vào lúc này mọi người sắp xếp thành hàng. Cá thì được xúc vào giỏ để mỗi thành viên đều có cơ duyên được phóng sanh.
Sau buổi phóng sanh tại dòng sông Dàm Cỏ Đông, thì đoàn chúng tôi tập trung trở về chùa Bửu Vân, tọa lạc tại xã An Nhật Trung, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Chùa Bửu Vân do Hòa Thượng Thích Huệ Vân làm diện chủ. Về đến chùa thì giờ này mọi thành viên cùng chung tay vận chuyển vật phẩm vào bên trong để phân chia thành 100 phần tặng cho những hoàn cảnh bất hạnh nơi đây. Được sự tin tưởng chắc chiêu hùng phước của các nhà đạo tâm xa gần mà trang nhà chuyển tặng 100 phần quà từ thiện, mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, nước tương, dầu ăn, đường, áo thun, quần jean mới. Những phần quà tuy không mang giá trị lớn lao về vật chất, nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương mà nó mang được ý nghĩa chia sẻ nỗi khổ niềm đau. Mong rằng những khoảnh khắc ấy ngày một nhân thêm và nhân rộng, cũng như tình người sẽ ngày được lan tỏa nhiều hơn. Kính thưa quý vị, thiện nam tín nữ Phật tử phái đoàn từ thiện trang niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng bà con cô bác đại diện các hộ gia đình đến trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị, ngược dòng lịch sử cách đây hơn 25 thế kỷ, nơi miền Trung Ấn Độ có một vị thánh nhân xuất thế, đó là Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế tôn như ngàn dặm đóa hoa sen thơm ngát khắp muôn nơi, ngài đã buông bỏ hết cung vàng điện ngọc, ngôi báu vợ đẹp con ngoan, ngài từ bỏ những cái nhà ở thế gian cho là quý báu nhất, ngài đã ra đi tìm con đường giác ngộ, đem ánh sáng đạo vàng soi sáng khắp, mở màn ô minh ô tối để đưa chúng sanh thoát khỏi nhà lửa khổ đau nơi tam giới. Thưa quý vị, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ khi giáo hội thành lập đến nay, giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy tinh thần lục hòa đoàn kết, vận động tăng ni Phật tử trong và ngoài nước thực hành hạnh từ bi của nhà Phật, thực hiện giáo pháp của đạo Phật. Các tăng ni Phật tử trang niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay có duyên lành hội ngộ tại chùa Bửu Vân, ấp 6, xã Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Nơi đây huyện Tân Trụ là một huyện nghèo thuộc vùng hạ của tỉnh Long An. Đời sống vật chất còn khó khăn, kinh tế chủ yếu là nghề nông trồng lúa nước. Nhân dịp này thầy cũng xin tán thán công đức của chư vị đã hướng dẫn nam nữ Phật tử phái đoàn trang niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc, thực hành những hạnh nguyện của Bồ Tát cứu khổ ban vui, đã cho những phần quà đầy ý nghĩa. Đây là những món quà thiết thực để hiện tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Rất vui mừng khi xã hội ngày càng phát triển, các thiện nam tín nữ Phật tử cùng chung tay phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước. Nhưng đã không ngại đường xa xa xôi, nhẫn ăn nhẫn mặc để chia sẻ một phần khó khăn của bà con cô bác xã An Nhật Tân. Trước khi dứt lời nhân mùa Phật đản hôm nay, xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho nhị vị đại đức cùng nhị vị đại đức tứ đại điều hòa viên thành hạnh nguyện kiết tường như ý. Kính chúc các cấp lãnh đạo chính quyền đầy đủ sức khỏe, thăng tiến trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, và là những người lãnh đạo tài ba giúp cho xã nhà ngày càng phát triển. Chúc toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử trong phái đoàn trang niệm Phật vãng sanh Cực Lạc thế giới từ thành phố Hồ Chí Minh tính tâm kiên cố, tội nghiệp phước sanh căn lành tăng trưởng,
vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường như ý. Kính chúc quý bà con cô bác vượt qua khó khăn, có sức khỏe tốt để cùng chung tay xây dựng xã nhà ngày càng phát triển và giàu đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Chư Lịch Đại Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Du Quá Truyền Giáo Truyền Giới Bổ Phân Tự Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng Bái Bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ cùng Chư Tôn Tịnh Đức Đại Tăng nơi Bổn Xứ. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, các cấp chính quyền sở tại có mặt tại Pháp Hội ngày hôm nay, kính chào tất cả bà con cô bác đang có mặt. Kính thưa tất cả quý vị, hơn 25 thế kỷ trôi qua, kể từ khi cõi Ta Bà chúng ta có một bậc vĩ nhân xuất thế, ra đời vì hạnh phúc an vui của nhân thiên và loài người số đông của muôn loại. Ngài đã thành đạo dưới cội cây Bồ Đề và trở về Benares, tức là Ba La Nại, chuyển Pháp Luân, độ cho năm anh em Kiều Trần Như và Ngài Gia Xá là những vị xuất gia đầu tiên. Tăng đoàn dần thành lập, giáo pháp được truyền lưu khắp muôn nơi. Kể từ đó, cõi Ta Bà hân hoan được giải thoát, được thấm nhuần mưa pháp trong giáo lý từ bi của nhà Phật, để làm pháp xuất thế và tu tập với những hạnh nguyện độ sanh của hàng Bồ Tát, làm tư lương để giải thoát trên tiến trình chứng thánh đạo quả. Chúng tôi là hàng tăng sĩ xuất gia, học và làm theo những hạnh từ bi cao quý của Đức Phật, học và làm theo những hạnh quý báu của chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ Sư. Ngày hôm nay, chúng tôi hướng dẫn phái đoàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là một cái hội niệm Phật đến từ thành phố Hồ Chí Minh, với những nam nữ Phật tử đang hiện diện trước mặt quý vị. Có vị là công nhân viên chức, có vị là nội trợ tại gia, có những chú còn là học sinh, có những vị bận biểu công việc gia đình nhưng vẫn dành những cái thời gian quý báu để đến với hội niệm Phật. Với tấm lòng học và hành trì theo chánh pháp của Đức Phật, phổ biến tâm từ hạnh bi cũng như thực hành từ bi quán trong Bồ Tát hạnh, ngày hôm nay chúng tôi đem đến những phần quà này gửi tặng cho quý vị. Thứ nhất, nhân mùa Phật đản Phật lịch 2015 năm nay, mong cho quý vị sống trong ánh từ quang của Đức Phật, có được một cuộc sống hạnh phúc, yên vui, đầy đủ những điều phước báo thù thắng. Và một cái phước duyên cao đẹp nữa là chúng tôi muốn gieo những cái phần quà này cũng như là cái duyên thù thắng để quý vị biết đến Tam Bảo, biết đến Đạo Phật, để quý vị rồi mai đây sẽ trở thành những người cũng tương tự như những Phật tử của chúng tôi đã biết đến Đạo Phật và ứng dụng được những giáo lý của nhà Phật để một phần nào đó vơi đi nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Chúng con trong giờ phút này xin tất giả chí thành cảm niệm sâu sắc công đức vàng muôn của chư tôn trưởng lão hòa thượng chư Tịnh Đức Đại Tăng hay Bổn Từ đã tạo thắng duyên thù thắng cho chúng con có một buổi phát quà từ thiện trọn vẹn công đức như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng thay mặt toàn thể chư tăng, toàn thể quý vị nam nữ Phật tử trong hội, xin chân thành tri ân công đức của chư vị khách quý ở các cấp chính quyền sở tại đã tạo những điều kiện thuận lợi để nơi Bổn Phân Tự chúng tôi được tiến hành một buổi phát quà từ thiện trọn vẹn công đức và thấm tình đạo vị, để mang đến những hạnh phúc yên vui thực hành tinh thần Bồ Tát Đạo, vơi đi dần nỗi khổ niềm đau cho bà con nơi trú xứ này. Chúng con một lần nữa nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư vị trưởng lão hòa thượng chư Tịnh Đức Đại Tăng nơi Bổn Tự sức khỏe viên trường, mãi là những bóng mát để che chở cho chúng con và Phật tử nơi địa phương trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Những người đến đây nhận quà đa phần là già yếu bệnh tật, có nhiều hoàn cảnh sống neo đơn chỉ một mình không có người thân. Lòng nhân ái là tình yêu thương của con người dành cho nhau, là sợi dây vô hình giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Thật vậy, một hạt gạo, một gói quà, một tấm áo nghĩa tình không chỉ góp phần mang lại niềm vui, đỡ đần cho những hoàn cảnh khó khăn, cho những đối tượng cần giúp đỡ, để giúp họ lạc quan, tin tưởng hơn vào cuộc sống. Có như vậy, ta mới hiểu được thế nào là chia sẻ nỗi khổ niềm đau. Ấn tống 100 túi Pháp, 100 tôn ảnh Phật A-di-đà, 100 tôn ảnh Tây Phương Tam Thánh, 100 tôn ảnh Tây Phương Thánh Chúng, in theo khổ 40x60 và ấn tống 10 tôn ảnh Phật A-di-đà, tôn ảnh Phật Quán Thế Âm, tôn ảnh Ấn Quang Đại Sư, tôn ảnh Hòa Thượng Tịnh Không. Em cũng có cái nhân duyên gặp được cái đoàn của anh Hữu Danh, thì lần đầu tiên em đi em rất là thích vì làm một cái việc rất là có ý nghĩa. Vì mình rất là may mắn là sống ở Sài Gòn thì cũng còn may mắn hơn những người ở vùng sâu vùng xa. Thì mình đi là mình cũng cảm nhận được là những người nông dân người ta rất là còn khó khăn, hoàn cảnh người ta rất là khó khăn. Thì trong cái chuyến đi phóng sanh kỳ rồi thì em cũng có rất là thích, cho nên lần này cũng cố gắng sắp xếp là cũng khuyên mọi người ráng cố gắng làm sao mình góp một phần nhỏ để đóng góp cho những đồng bào nghèo ở vùng sâu vùng xa. Đây là những cái chia sẻ mà em mong muốn mọi người đều thực hiện để giúp đỡ cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa được có cuộc sống tốt hơn. Và em cũng mong sao đoàn niệm trang Phật vãng sanh của anh Hữu Danh ngày càng phát triển lớn mạnh. Và cũng cầu mong cho chị Vân Anh ở nước ngoài á, cũng cảm ơn chị Vân Anh và những cái mạnh thường quân ở Úc có một phần đóng góp về cho đoàn của anh Hữu Danh. Thì em cũng xin thay mặt chị Vân Anh và những mạnh thường quân ở bên nước Úc mà để mà có cái những công việc được thuận lợi may mắn, có số tiền để gửi về cho Việt Nam mà tài trợ cho những đồng bào nghèo, thì em cũng thay mặt Vân Anh cảm ơn chị Vân Anh và những người mạnh thường quân ở bên Việt Kiều Úc. Và cũng cầu mong cho đoàn của anh Hữu Danh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Và em cũng mong rằng là những cái chuyến đi sau ngày càng phát triển tốt hơn. Vào giờ này đoàn chúng tôi có phúc duyên được Đại Đức Tâm Đức chia sẻ bài pháp thoại chủ đề Tôn Kính Tăng Bảo. Bởi vì ngày xưa ông là Bảo Hương, ông mà cỡ như mà sánh tầm như mà Alexander Đại Đế vậy đó, tức là chinh đông viễn tây, ông đánh sập và đánh chiếm hết tất cả các quốc gia lân cận, trong đó các quốc gia Phật giáo mà sau khi Đức Phật nhập diệt đã phân chia các xá lợi để xây các tháp phụng thờ tại các vương quốc. Nhớ cái chi tiết đó trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì sau khi đó và mấy trăm năm sau, đến thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 đó, trước đó là cái sự hiện diện của vua A Dục Vương vào thời kỳ này, thì ông bắt đầu làm gì? Dẫn quân đánh chiếm hết sang bằng toàn bộ các gia lân cận và thống nhất, thì ông đánh phá hết tất cả các tháp của Đức Phật, xá lợi ông thu gom về cho mình, rồi chở qua sông qua biển, trên đường đi có phần rớt dưới biển nữa. Rồi sau này, rồi ông là một vị bảo vương thì như thế nào? Ông giết luôn cả dòng tộc anh em của mình để xưng vương xưng chúa. Nhưng mà sau này vì cái sự giác ngộ đối với Phật giáo, với vị trưởng lão Nirodha và ngài đại trưởng già trưởng lão là chủ tọa kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 là ngài Moggali Buddhatissa, mà Trung Hoa dịch là một liên tử đế tu đó, thì ông bắt đầu mới quy hướng và quy y về đạo Phật, và ông xây dựng 84.000 ngôi bảo tháp để phụng thờ xá lợi của Đức Phật. Và các trụ đá của ông ghi niên đại lịch sử của Đức Thế Tôn. Và nhờ đó mà sau này các vị khảo cổ, sử gia, các vị nghiên cứu triết học dựa vào đó mà biết được lịch sử của Đức Phật, biết được Đức Từ Phụ Bổn Sư của chúng ta là một nhân vật lịch sử có thật, là nhờ công của vua A Dục Vương. Cho nên người tu học Phật phải biết về vua A Dục Vương nha. Ở đây có nhiều người không biết đúng không? Hôm nay thầy giới thiệu quý vị về tìm hiểu thêm nha. Trở lại vấn đề,
thì vua A Dục Vương này là một vị bảo chúa, bảo vương. Bài pháp thoại thật là ý nghĩa và cần thiết cho các hàng nam nữ Phật tử tại gia. Sau buổi pháp thoại là tịnh hóa tụng Đại Thế Chí Niệm Phật Kim Thông Chương và kinh hành niệm Phật hướng dẫn ngồi thiền. Tam thế Như Lai vô như đẳng hoàng thí chúng sanh đại từ hài. Như tâm kinh lễ Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đại đức vô bình thường. 16 giờ 30 phút cùng ngày, Phật sự viên mãn, mọi người dùng bữa chiều ráp về với niềm quang lạc vô biên. Nhờ sự gia trì của 10 phương chư Phật, hộ pháp chư thiên và sự tin tưởng chắc chứa hùng phước của các nhà đạo tâm xa gần, buổi phóng sanh, chuyển tặng quà từ thiện và cộng tu được thập phần viên mãn. Thay mặt các thành viên trang niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cảm niệm sự tin tưởng hùng phước của quý nhà đạo tâm xa gần trong các Phật sự của trang nhà, rất mong sự tin tưởng bền chặt lâu dài.